Kim Ngân bất ngờ được đề nghị ký tên mua nhà, lần đầu có nhiều người đến thăm căn phòng mới. Mới đây trong clip mà sư cô Xuân Liên ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho Kim Ngân, có nhiều người bạn từ phương xa đã đến căn phòng mới để thăm Kim Ngân. Lúc này có chị Huyền và vợ chồng Tuấn Yến ở nhà, Kim Ngân còn nhờ chị Huyền tiếp khách giúp. Tuấn và Yến cũng rất quan tâm má Ngân, chăm chú nhìn xem biểu cảm của má Ngân thế nào. Vì đây là lần đầu tiên có nhiều người vào phòng mới của nữ ca sĩ đến thế. Mời quý vị theo dõi video mà sư cô Xuân Liên ghi hình và chúng tôi xin phép chia sẻ lại ở đây, để quý vị được chứng kiến thêm những hình ảnh về ca sĩ Kim Ngân. Những ngày Thúy Nga đi diễn vắng nhà không đăng được clip mới, chắc hẳn rất nhiều người sẽ nhớ cả Thúy Nga và Kim Ngân rất nhiều. Nếu xem xong clip quý vị có những tâm tư suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé. Chúng ta cũng phân tích một cách văn minh, luôn nghĩ về những mặt tích cực, không nên công kích hay làm tổn thương bất kỳ ai nhé cả nhà. Không biết đi với ai, không biết. Chắc đi mình. Đi xin tay. Đây, đứng hát đi. Looking to my eyes. Đó, đứng hát nè. Giống bà ngoại, giống ông ngoại, không có giống như là gì. Gì à? Gì đó. Gì quý gì quen. Đâu kêu ngoài hát, trả gặp hát. Không được ngồi, không có ngồi. 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 Chỉ có kêu chung ngoài hát à. Hát đi. Bà đi dặn cái máy lên kìa. Sư cha phụ con đi, tụi nó quậy quá. Cha 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 dặn cho anh chân nó hát ra rốt kề đi cha. Con giao cho cha đó. Sức mệnh cha có nhiêu đó, đồ đệ quá trời không thu, bây giờ đang suy nghĩ thu tiền chứ. Đồ đệ quá trời. Cha ngồi đây nha cha. Cha phụ đi, tụi nó quậy quá. Dạ thưa bà má, ngồi đây. Con đi rửa chén. Thôi ngồi đây chút xíu đi bà nội. Bà nội làm cho con tổ chát đó. Đó, giờ cha giải đạo cho tụi con chút xíu. Con đâu có biết cái đâu mà con giảng. Dạ phụ. Đó là con trai. Con trai. Nó quậy quá. Đó là con trai. Cái mừng Maria đề ơn phước đức Chúa Trời cha bấm sao? Con đọc biết bấm đâu. Đi ra ngồi đi. Dạ, con đứng con mới ăn, con đứng cho nó tiêu. Đỡ không Tuấn? Dạ là ở. Đỡ ha, bữa nào sư cô đem qua nữa. Dạ. Bữa nào hoặc là ghé sư cô lại. Lúc năm đấu thì xin lại. Không, đừng lại lúc đang. Phải uống cho điều gì đó. Để nhữ cái yêu bà tử. Tụi nó quậy quá. Tụi nó quậy con quá. Dạ này cười kìa, Kim Ngân. Cười kìa, cười kìa. Cười kìa. Rồi mệt chưa, về ngủ. Dạ giờ có gì cái gì 6 tháng sau gặp lại. Rồi 6 tháng nhưng mà lâu rồi con đâu có đầy cái gì đó, đầy đủ tình nghi mà cái gì đó cửa mà giống như sư cô nói cái đó gọi là giống như nhà bất lai đó, con đồ á nó to rồi. Gì Kim Ngân 6 tháng mới gặp, gì mới hẹn hôm qua là sáng mình đi shopping mà. Phải không? Mai đi shopping. Mai đi shopping. Sư bà muốn đi không? Sư bà muốn đi shopping với tụi con. Mời ghé tiệm bà đó bà đi. Nhà biết tiệm nữa. Bà nói. Xa lắm, tiệm xa lắm. Tại vì á, sư gì đó, sư ông á, nói là sư bà có chiều cao giống sư ông. Dạ cảm ơn. Dạ. Mời ông già đi con. Mời Hùng muốn để dành cho Hùng. Rồi rồi, rồi. Con lấy con lại đi. Cái phần khách này là cái muốn được thứ hết. Chào. Dạ ông già ăn xong bánh là tôi biết. Để kinh ngành ngồi tiếp khách. Con đang ngủ không á. Rất mừng vì lần đầu tiên có nhiều người đến nhà thăm đến thế, nhưng Kim Ngân đã bình tĩnh vui vẻ. Cảm ơn những người bạn đã tới thăm Kim Ngân. Cảm ơn sư cô đã lưu giữ lại những hình ảnh đẹp giúp Kim Ngân. Cảm ơn chị Huyền đã ngồi tiếp khách cùng Kim Ngân. Mọi người có thể thấy ánh mắt của Tuấn và bé Yến. Anh chàng đẹp trai và cô nàng xinh gái rất quan tâm và lo lắng cho má Ngân. Suy cho cùng tất cả mọi người bằng cách này hay cách khác
đều mong muốn Kim Ngân sẽ tốt lên đúng không cả nhà. Nữ ca sĩ được mở lòng, cởi mở như ngày hôm nay là công sức suốt 3 tháng này của Thúy Nga đã được đền đáp. Từ một người tổn thương thu mình trong chiếc kén cô độc suốt 30 năm, cơ duyên gặp được chị em từ kiếp trước Thúy Nga mà Kim Ngân quen gọi là má hai từ lần đầu tiếp xúc. Má hai đã mở chiếc kén cô độc giúp Kim Ngân, để hiện tại Kim Ngân bước ra càng ngày càng lột xác tuyệt vời biết bao nhiêu. Trong những video của chúng tôi bình luận, quý vị khán giả có thể nhận ra vai trò của Thúy Nga trong sự hồi phục ấn tượng của Kim Ngân được nhắc đi nhắc lại. Một phần vì cảm kích bởi những gì Thúy Nga làm, một phần vì nhắc đến con số 30 năm. Chúng tôi thấy nó quá dài, quá thương cho Kim Ngân khi phải sống cuộc sống vô gia cư suốt 30 năm. Nói như vậy không phải phủ nhận sự giúp đỡ hay tình cảm của những người khác. Ai giúp đỡ Kim Ngân cũng đều trân quý hết. Phải cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng có lẽ mỗi người có một cách thức khác nhau và cơ duyên với Kim Ngân khác nhau. Nên chỉ đến khi gặp Thúy Nga thì Kim Ngân mới tạm ổn định như ngày hôm nay. Cảm ơn cái duyên của Thúy Nga nhé. Sau một buổi tối có bạn đến thăm vui vẻ, sáng hôm sau Kim Ngân và sư cô đi uống cà phê với ba người bạn đến từ Los Angeles và em trai ruột của ca sĩ Kim Ngân. Bất ngờ người ngồi cạnh em trai Kim Ngân đề nghị với nữ ca sĩ, cô Kim Ngân, bây giờ cô ký tên để mua cái nhà nha. Đây là cái giấy để mình ký mua nhà, chỉ cần chấm ngón tay vào là được. Người này cũng chia sẻ là đã chấm ký giùm Kim Ngân. Nếu điều này là sự thật thì rất mừng cho Kim Ngân, vì từ lâu Kim Ngân cũng đã ao ước có một ngôi nhà rồi. Nhưng có một vấn đề cần phải lưu ý, sau khi có nhà rồi liệu Kim Ngân còn muốn đi chữa bệnh nữa hay không? Vì trước đó Thúy Nga cũng đã thuyết phục được Kim Ngân gật đầu đi chữa bệnh bằng cách hứa sẽ mua nhà cho Kim Ngân. Số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ Kim Ngân hơn 10.000 đô la, Thúy Nga giữ nguyên để gửi cho Kim Ngân. Và sau này khi Kim Ngân chịu đi chữa bệnh hồi phục hoàn toàn, Thúy Nga cũng chia sẻ sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc gây quỹ để mua nhà cho nữ ca sĩ. Mục đích cuối cùng của Thúy Nga sẽ là giúp Kim Ngân hồi phục hoàn toàn để về bên gia đình. Kim Ngân hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng để nói là khỏi bệnh hoàn toàn thì chưa. Vì thế nếu muốn tốt nhất cho Kim Ngân thì có lẽ vẫn phải tìm đến bác sĩ. Những gia đình có người thân bị bệnh giống như Kim Ngân cũng đã chủ động liên lạc với Thúy Nga và họ cho biết sau khi được bác sĩ thăm khám và uống thuốc, chất lượng cuộc sống của những người bị bệnh được cải thiện hơn rất nhiều. Những người không uống thuốc thì tình trạng của họ sẽ mãi như vậy. Nếu được sự quan tâm yêu thương có thể tinh thần sẽ tốt lên nhưng khó có thể hồi phục được như người bình thường. Mong rằng nếu ai đó có ý định mua nhà cho Kim Ngân thì cũng nên cân nhắc thật kỹ để chọn thời điểm và hoàn cảnh sao cho hợp lý. Và nếu mua được nhà cho Kim Ngân rồi thì hãy tính toán xem cuộc sống sau này của Kim Ngân ở căn nhà đó sẽ thế nào. Nhắc đến chuyện này, cả tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi cùng với con số 30 năm và vài điều lo lắng. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên Kim Ngân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video.